13 năm. Không ngắn nhưng cũng đủ để từ những ý tưởng ươm mầm rồi phát triển lớn mạnh. Với mục đích kết nối những người có chung sở thích chơi golf, câu lạc bộ GLC đã được ra đời từ 3 người sáng lập đầu tiên, đó là Tùng Vũ, Vũ Hà Linh và Nguyễn Chiến Thắng. Đến nay, câu lạc bộ đã có hơn 300 hội viên trải dài từ Bắc vào Nam, thậm chí là một số quốc gia trên thế giới. Năm 2006 là thời điểm mà tennis vẫn được ưa chuộng hơn cả, nhất là ở Hà Nội. Golf chỉ được chơi nhiều bởi những người nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản. Hà Nội cũng chỉ có 1 đến 2 sân tập nhỏ. Chủ tịch Tùng Vũ cũng là một trong những người đam mê các môn thể thao. Anh cũng luôn muốn tìm cảm hứng, đam mê ở những môn chơi mới. Và golf đến với anh bởi sự tò mò và khám phá. Đi mày mò đầu tiên là đọc sách, đọc báo, tìm kiếm các cái video trên mạng, xong rồi sau đó mới ra sân để đi tập thử và đi chơi thử, thấy là nó là một môn chơi mà nó rất là hay, rất là thú vị và nó cũng rất là khó. Thế thì trải qua những cái mà bỡ ngỡ lúc đầu của mình đi chơi thì mình mới thấy là cái môn này nó có những cái quy trình thủ tục nó rắc rối, không phải là như là đá bóng là mình cứ mọi người quen thuộc rồi cứ xách đôi giày ra là đá được thôi. Nhưng mà cái môn này nó tất cả mọi thứ từ trang phục quần áo cho đến thủ tục chơi rồi là kỹ thuật chơi, tất cả cái nó đều rất khó. Thế thì lúc đầu ấy là anh em có một cái khởi đầu của GLC ấy là anh em có một cái group diễn đàn ở trên một cái mạng xã hội lúc đấy rất là nổi tiếng, tức là cái mạng TTVN online, là tôi là cái người mà đầu tiên mà post cái bài đầu tiên muốn tìm kiếm tất cả những người cùng chung sở thích với mình để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái cách chơi. Thế và mình muốn, bởi vì mình thấy cái môn này nó hay, thế nên là mình muốn là nó mọi người đều có thể đến với nó được thông qua những cái kinh nghiệm của anh em đã đi trước. Ngay sau khi chia sẻ lên diễn đàn để tìm kiếm người có chung sở thích với golf, môn thể thao còn khá mới lạ, Chủ tịch Tùng Vũ đã tìm được hai người bạn có chung suy nghĩ. Đó chính là anh Vũ Hà Linh và anh Nguyễn Chiến Thắng. Họ nói chuyện với nhau trên mạng, rồi cà phê để đi đến quyết định thành lập câu lạc bộ và lấy cái tên là Golf Like Club, hay còn được gọi là GLC. Gọi là Golf Like Club bởi vì một cái lý do mà nó cũng rất đơn giản nhưng nó rất có ý nghĩa, tức là cái môn golf này nó là cái môn mà nó có thể khiến cho những người bạn chơi có thể chơi được với nhau cả đời. Đầu năm 2007, lễ thành lập câu lạc bộ Golf Like Club được tổ chức tại khách sạn Vườn Thủ Đô với 12 thành viên đầu tiên. Buổi outing đầu tiên kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ là tại sân golf Phoenix Resort, Lương Sơn, Hòa Bình. Đồng thời, giải golf đầu tiên trong phạm vi toàn quốc được tổ chức tại sân golf Đồi Cù, Đà Lạt với 20 thành viên tham gia, gồm 10 thành viên miền Bắc và 10 thành viên miền Nam. Câu lạc bộ GLC hoạt động chính là chia sẻ, nói chuyện với nhau qua trang web golfvn.net và mạng xã hội Facebook. Trên này luôn có những bài viết, bài chia sẻ kiến thức, câu chuyện xung quanh golf, thậm chí là thông tin hoạt động các giải đấu từ nhỏ đến lớn của câu lạc bộ. Có những bài viết rất hay ở trên diễn đàn chia sẻ về lần đầu tiên ra sân là như thế nào, cần phải mang cái gì, mùa hè thì cần phải mang cái gì, mùa đông cần phải mang cái gì. Đấy là chia sẻ kiến thức. Cái thứ hai là cái chia sẻ về cái tình cảm bạn bè anh em, tức là nếu mà anh có thiếu gậy, anh có không có dụng cụ, hoặc là anh không có như này kia, anh cần thông tin gì thì mọi cái anh đều có thể tìm thấy được ở trên diễn đàn. Cái thứ ba nữa là cái chia sẻ về sự giúp đỡ, tức là dù anh có ở miền Bắc, anh có ở miền Nam,
anh có đi nước ngoài ở Ba Lan, ở Úc, ở Mỹ, ở Đức, thì ở đâu có thành viên GLC thì có nghĩa là bạn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ vô điều kiện, kể cả là những người chưa gặp bao giờ, chỉ cần biết nhau ở trên diễn đàn thôi. Trong tập thể câu lạc bộ GLC là một tập thể lớn thì chúng tôi luôn luôn là có cái tiêu chí là người đi trước rước người đi sau. Đấy. Ví dụ như là anh em là không có giấu dốt cái vấn đề gì cả, thế là kèm cặp lẫn nhau. Đơn giản chỉ là mình có kinh nghiệm, mình biết về cái văn hóa của GLG trước và mình chia sẻ với các anh chị em sau này thôi. Thì mình đến với câu lạc bộ thì mình thấy là mình cảm giác là nó như một gia đình. Mọi người trong câu lạc bộ sống với nhau chan hòa như anh em trong nhà, chia sẻ với nhau cái cuộc sống. Đặc thù của câu lạc bộ GLC là anh em hay gọi nhau bằng cái nickname. Đôi khi gọi nhau bằng nickname quen rồi thì hỏi họ tên thật cũng khiến nhiều golfer không hiểu rõ. Ra là hệ thống giải trong năm ấy, GLC thì có một số những cái giải lớn. Thường là đầu năm ấy thì chúng tôi là có cái giải gọi là giải khai đao. Đấy, nghĩa là vừa mới bước sang năm mới. Tiếp theo chúng tôi có cái giải giỗ tổ Hùng Vương, nôm na là cũng tưởng nhớ các vua hùng. Tiếp theo nữa chúng tôi có cái giải nữa là giải toàn quốc. Nghĩa là thường giải toàn quốc, nghĩa là vì cái câu lạc bộ GLC là câu lạc bộ có nhiều thành viên ở tại mọi vùng miền của Tổ quốc cũng như các cái phân đà, các chi nhánh ở nước ngoài, thì mọi người tụ họp về để tổ chức một cái giải toàn quốc. Tiếp sau đó thì chúng tôi có một cái giải cũng tương đối là gay cấn và cũng quan trọng ở trong hệ thống giải, đó là cái giải Cúp Bắc Nam, gọi là Team Cup, giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc là đổ từ Quảng Bình đổ ra và trong kia là từ Quảng Bình đổ vào ở miền Nam. Tiếp theo đó là sẽ có một cái giải gala, giải cuối năm. Giải khai đao hay còn gọi là khai xuân diễn ra vào khoảng mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp để các golfer trong câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu đầu xuân năm mới. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Không nằm ngoài tư tưởng đó, ban lãnh đội câu lạc bộ đã tổ chức giải giỗ tổ Hùng Vương vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân đến công dựng nước của các vua hùng. Đồng thời cũng là để gặp mặt các thành viên trong câu lạc bộ. Thứ nhất giải toàn quốc. Giải toàn quốc là tất cả anh chị em các miền Trung Nam Bắc, kể cả nước ngoài như Úc, Mỹ, châu Âu sẽ bố trí cái dịp để về cùng nhau chơi ở một cái sân chung ở đó. Thường những các năm trước hay ở Đà Lạt, ở Đà Nẵng thì mọi người cùng đổ về đấy, và thường từ rất lâu rồi bọn anh cũng rất đông. Ví dụ như có những năm lên tới khoảng 150 người từ mọi miền trên đất nước, kể cả nước ngoài để thi đấu. Thì đấy là một trong những câu lạc bộ mà tổ chức được như thế rất khó, vì không phải ai mà cũng sẵn sàng đi bay từ Úc hay từ Mỹ về tham gia câu lạc bộ. Rồi GLC ngoài cái giải ra thì có một cái giải nữa cũng rất quan trọng, đó là giải Match Play theo hình thức Ryder Cup. Thì cũng giống như cái giải Match Play đấu Ryder Cup giữa châu Mỹ và châu Âu, thì GLC chia hai miền Nam Bắc để thi đấu với nhau. Và cái không khí của thi đấu Match Play của GLC cũng rất đặc biệt. Căng thẳng thì nó còn căng thẳng hơn cả thi đấu giữa Mỹ cả châu Âu. Nhưng mà ngoài ra thì nó lại là vì tất cả mọi người đều chơi với nhau, như nghe bạn bè thì nó rất vui. Nó vừa rất căng thẳng mà lại rất vui. Nếu như có mọi người có thể chứng kiến thì sẽ thấy hiểu được không khí đấy. Sẽ có cảm giác như thi đấu rất căng thẳng giống ở trận giữa Mỹ và châu Âu. Nhưng mà lại rất vui vì tất cả mọi người cùng đến cổ vũ. Ví dụ như là thực ra tuyển thủ thì chỉ có khoảng 16 tuyển thủ thi đấu thôi. Có nghĩa là 32 tuyển thủ thi đấu trên sân. Nhưng mà số lượng người đến cổ vũ đi xem mình phải lên được 100 người. Tuy là giải GLC, giải Team Cup Bắc Nam ấy, thì là giải nội bộ
của câu lạc bộ, nhưng nó cũng thứ nhất mà cũng tạo ra một cái gọi là sự gắn bó giữa các thành viên. Đầu tiên là từ các vùng miền. Cái thứ hai là của các thành viên ở trong câu lạc bộ, mọi người cũng sẵn sàng bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tiền bạc để tham gia thi đấu lẫn cổ động viên. Thì mỗi một cái giải như thế của chúng tôi tổ chức ý, thì các thành viên ngoài các thành viên chính, mỗi bên là 18 thành viên, thì ngoài ra còn có thêm rất nhiều cổ động viên, có những lúc lên cả số hàng trăm để đi cổ vũ cho hai miền. Từ đấy chúng tôi cũng có những cái sự lựa chọn các cái thành viên ưu tú để đi tham gia thi đấu với các câu lạc bộ ngoài. Và mỗi một năm thì những cái giải rider đấy thì đều căng thẳng và cảm giác giống như là mình vẫn là thi đấu lần đầu rồi, rất căng thẳng và rất hồi hộp. Nhưng cái anh các chị đi trước có chỉ bảo ấy, thì nó gọi là game of the captain, nghĩa là cái game chơi này là của các đội trưởng. Thì trách nhiệm của đội trưởng thì thực sự là mình cũng rất là lo lắng, rồi cũng rất là trăn trở, nhưng mà được sự động viên của các anh trong ban chấp hành cũng như là các thành viên trong đội tuyển, anh em trên dưới một lòng, cái này là nói lên cái sự đoàn kết. Và để tổng kết cho một năm, câu lạc bộ đã làm được những gì, tuyên dương những thành viên có thành tích xuất sắc, có nhiều công hiến, đóng góp cho câu lạc bộ cũng như là phát triển phong trào chơi golf. Câu lạc bộ thường tổ chức giải gala cuối năm, diễn ra vào khoảng tháng 12 dương lịch hoặc là tháng 1 dương lịch năm sau. Một trong những yếu tố then chốt để tạo nên sự vững mạnh của GLC chính là các XC. Vậy XC là gì? XC đó là xuất chuồng. Xuất chuồng có nghĩa là những cái lứa, những người mới chơi còn đang bỡ ngỡ, còn chưa biết góp là gì, chưa biết văn hóa góp là gì, thì GLC luôn luôn kết nạp những cái thành viên mới đấy, tạo ra một cái nhóm cùng chất chuồng với nhau, có nghĩa là nhóm cùng chơi với nhau. Ví dụ là có nhóm 7-8 người, có nhóm 10 người, có nhóm 16 người. Thì từ xưa nay thì GLC có tới hiện đại thì có tới 16 XC, có nghĩa là 16 lứa xuất chuồng. Mỗi buổi xuất chuồng là một buổi lên sân thực hành và trải nghiệm. Muốn vượt qua được các buổi xuất chuồng ấy thì mỗi cá nhân phải trả lời đúng một số câu hỏi, đề nghị mà ban điều hành giải đưa ra. Đồng thời, yêu cầu quan trọng nhất là sau khi đánh 18 hố trên sân phải đạt được một điểm par thì coi như là đã xuất chuồng thành công. Đấy là một cái thử thách của người bắt đầu mới chơi. Nó cũng rất là hay và tạo rất là nhiều kỷ niệm cho người trước khi vào tham gia câu lạc bộ. Thực chất nó cũng mang tính chất vừa là một cuộc thi nhưng cũng là một cái dịp để mọi người là anh em có thể trao đổi, học hỏi cũng như là chia sẻ với nhau những cái điều về golf. Chúng tôi là xuất chuồng năm đấy là chúng tôi đánh ở sân Hoàng Gia, Ninh Bình. Chúng tôi chơi golf xong tổ chức một cái buổi trao cái kỷ niệm chương là chính thức là thành viên của câu lạc bộ và thành viên của XC10. Một cái buổi lễ rất trang trọng và rất xúc động. Cái kỷ niệm đấy thì tôi nghĩ rằng tất cả những người câu lạc bộ trong câu lạc bộ GLC ai cũng sẽ nhớ mãi cái kỷ niệm đấy. Cảm thấy nó rất là vui vẻ, rất hạnh phúc mà mình cảm giác là mình được mọi người chứng nhận là mình là thành viên chính thức và tham gia mình chính thức là một gôn. Ngày hôm đấy thì tôi nhớ là ngày hôm đấy tôi đánh được 3 điểm par cho Linh Bình. Còn tôi thì được có 1 điểm 3 thôi. Tại vì tôi bị căng thẳng quá. Những cái cá nhân XC thì chúng tôi sẽ cử ra một người là đội trưởng. Thì những đội trưởng đó là những người nòng cốt để gắn kết các cái cá nhân trong đội của mình với nhau, và thông qua những người đội trưởng đó thì để gắn kết tập thể lại với giữa các XC. Được vinh dự là được trong cái dìu một cái lứa là của anh em XC14 và anh em XC16 đi làm cái lễ xuất chuồng, thì tôi có được kèm một fly nào đó và tôi sẽ là ban giám khảo cho cái fly đó. Thì tất cả các tình huống ở trên sân thì những cái gì mình đã học được của các anh đằng trước thì tôi sẽ truyền đạt lại. Mọi người không chỉ được giao lưu để biết cái trình độ
handicap của mình, mà còn là một dịp để mọi người học hỏi trao đổi về cái cách hành xử văn minh ở trên sân golf. Tôn trọng nhau chính là tôn trọng bạn chơi, tôn trọng chính mình và duy trì đúng handicap của mình. Trong thời điểm mà handicap của các golfer chưa có sự thống nhất và rõ ràng, đặc biệt là tại các sân golf, thì GLC đã tạo ra được hệ thống handicap của riêng mình. Đây là câu lạc bộ đầu tiên tạo ra hệ thống handicap riêng cho từng golfer. Tất cả các cuộc chơi, các score gửi về đều được thư ký của câu lạc bộ cập nhật và tính handicap rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch về handicap của mỗi thành viên, nhất là khi tham gia các giải đấu. GLC là câu lạc bộ đầu tiên tạo ra hệ thống handicap mà sau này các sân đều tổ chức theo cái dạng đấy. Ngày xưa thì chỉ có mỗi một cái gốc là e-handicap, thì GLC tổ chức mua cao e-handicap, tổ chức cho mọi người nộp score theo kiểu là chụp ảnh và gửi về để các thư ký nhập điểm. GLC thì cổ suý trong việc mà xây dựng cái cộng đồng góp trung thực, vì thế nên dựng cái hệ thống handicap đầu tiên. Khi xây dựng hệ thống handicap đầu tiên thì ra quy chế là mọi người phải, thứ nhất là yêu cầu là mọi người tự giác, tinh thần tự giác cao nhất. Vai trò lịch sử của handicap nó chính là nó thể hiện được một cái bản sắc rất là riêng của người GLC. Nó là thước đo về trình độ, thước đo về sự trung thực. Nó là một cái bản sắc vô cùng là đặc biệt. Theo cái cách chúng tôi đi đâu cũng rất tự hào, đấy là handicap của người GLC, thể hiện tính chất của câu lạc bộ. Đấy là sự trung thực, sự thượng võ, tinh thần thể thao, fair play, và cũng là sự đoàn kết, sự tự hào của tất cả các thành viên. Đối với hệ thống handicap của GLC cũng có những quy định rõ ràng cho các thành viên. Ví dụ khi đi chơi về thì phải chủ động nộp score, gửi score cho thư ký, thông báo cho câu lạc bộ có sự xác nhận của bạn chơi cùng. Nếu không sẽ bị kỷ luật theo 3 bước. Bước 1 đó là cảnh báo, bước 2 cảnh báo và treo handicap, bước 3 không nhập handicap và loại khỏi câu lạc bộ. Đó là cách mà GLC xây dựng cũng như duy trì handicap. Từ khi ra đời đến tháng 5 năm 2019, ban lãnh đội của câu lạc bộ đã thống nhất với các thành viên chuyển toàn bộ dữ liệu handicap của câu lạc bộ sang hệ thống V-Handicap nhằm giúp các golfer có thể đồng bộ handicap ở một hệ thống mang tính quốc gia. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi các golfer tham gia các giải đấu trong nước cũng như quốc tế, bởi tính cập nhật nhanh, cơ sở dữ liệu đầy đủ, thông tin công khai minh bạch. Khi mà chuyển từ E-Handicap đến VNHF là cả một câu chuyện khá dài, cũng là một sự cân đo đong đếm và cũng nuối tiếc. Nhưng mà rõ ràng thì tất cả mọi thứ đều có vai trò lịch sử của nó. Thì VNHF đã hoàn thành xuất sắc rồi. Bây giờ chúng ta đi thêm một cái trang mới, đó là sự thống nhất VNHF trên toàn quốc. Tôi nghĩ rằng đó là một cái hướng đi rất là đúng, nó rất là phù hợp. Như vậy, hệ thống GLC Handicap đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong một thời gian dài. GLC Handicap đã giúp cho việc tổ chức giải đấu trở nên dễ dàng hơn khi không có những tranh cãi, nhầm lẫn handicap giữa các golfer, và cuộc chơi cũng trở nên thoải mái hơn. Từ văn hóa truyền thống trong câu lạc bộ của những người đi trước hướng dẫn người đi sau, mà cái nếp ấy vẫn không thay đổi theo năm tháng. Đến nay thì câu lạc bộ cũng có rất nhiều golfer tên tuổi tham gia tại nhiều giải đấu lớn của quốc gia. Điển hình như giải vô địch tranh cúp thống nhất VGA Union Cup chẳng hạn. Miền Bắc có những cái tên thân thuộc như là Lê Hùng Nam, Hoàng Quân, Trần Thế Cường hay Thái Trung Hiếu. Tôi tham gia câu lạc bộ GLC cách đây khoảng hơn 10 năm. Đây là một câu lạc bộ rất là tình cảm, đoàn kết, chỉ có vỏn vẹn từ 200 đến 300 hội viên thôi, không phải là nhiều, nhưng hầu như là các hội viên đều biết nhau, ai cũng biết tên của ai cả, và anh em chơi với nhau thì chơi như
những người anh em trong một gia đình. Ở thời điểm hiện tại thì GLC đang là câu lạc bộ có nhiều thành viên nhất. Thì cái điều rất là hay của GLC là có một cái văn hóa riêng của GLC. Ở trong GLC thì mọi người chơi với nhau và chia sẻ với nhau rất là vui vẻ và có một cái tinh thần đoàn kết rất là cao. Đều có chung một cái tinh thần rất là hay, đấy là một cái sự cống hiến. Tức là tất cả mọi người đều chung tay, chung sức và góp phần cho câu lạc bộ là ngày càng phát triển. Đấy là một cái mà tôi rất là thích ở GLC. Tôi một trong những thành viên là tham gia từ lúc đầu tiên. Chúng tôi chơi với nhau, đến với nhau thì cũng chỉ vì là một cái niềm đam mê về cái môn thể thao này. Thì cái thời điểm mà chúng tôi bắt đầu thì nó có hầu như là không có ai chơi với nhau. Nên chúng tôi mới thành lập một cái câu lạc bộ để có những anh em với nhau cùng chung một sở thích. Thì thực ra là chúng tôi bắt xuất phát điểm từ cái môn thể thao mình yêu thích nên là chơi từ thời điểm đó tới giờ. Và cũng chính vì đó mà chúng tôi gắn bó với nhau. Riêng về GLC thì tôi thấy là cái nhiệt huyết của mọi người. Mọi người đến với nhau vì cái niềm đam mê. Cái đó là chính. Có những buổi mà mưa gió bão tầm tã thì mọi người vẫn cố gắng chơi những cái buổi gôn mà hết mình. Thì tôi thấy là GLC, cái nhiệt huyết đó là cái quan trọng nhất. Mình tham gia câu lạc bộ GLC từ những ngày đầu câu lạc bộ thành lập. Thì một cái lý do rất là cần chia sẻ là câu lạc bộ GLC nó như một cái gia đình lớn và vui vẻ. Mọi người đến với nhau là thông qua cái tình yêu, cái đam mê với cả môn gôn. Và ở đấy thì mọi người có rất nhiều những cái công việc rồi thì là trình độ gôn khác nhau nhưng mà vẫn chơi gôn với nhau rất là hòa đồng và vui vẻ. Miền Trung có cặp đôi luôn đi cùng với nhau tại các mùa giải Union Cup là Hà Ngọc Hoàng Lộc và Trần Bình Quang Huy. Còn miền Nam thì cũng có những cái tên như Vũ Phạm Nguyên An, Nguyễn Tuấn Việt. Cho đến nay, các anh vẫn duy trì tốt hoạt động của team GLC miền Nam với một số giải thường niên trong năm. Thành viên Sài Gòn hiện nay của nhóm SGLC chắc vào khoảng 100 người. Bọn tôi thì thường là hàng tuần, thường tổ chức khoảng 2 buổi. Có thể là cũng có khi chỉ được 1-2 fly thôi, 1-2 nhóm thôi. Thế nhưng mà định kỳ là hàng tuần, tại vì là anh em còn có các công việc khác. Nên là nhiều khi là phải bố trí, thường là sẽ giữa tuần và cuối tuần. Cùng với đó, câu lạc bộ có một số trọng tài chứng chỉ ANA Level 2, 3. Phải kể đến đó là Vũ Quân, Bạch Cường Khang, Thuần. Các trọng tài đang sinh hoạt tại câu lạc bộ trọng tài và tham gia giảng dạy các khóa đào tạo trọng tài, hướng dẫn luật, đồng thời làm trọng tài ở nhiều giải góp vô địch quốc gia, từ nghiệp sư đến chuyên nghiệp. Tất cả những cái người mà chúng ta gọi là ban chấp hành của GLC đều là những con người mà rất là nhiệt huyết và đam mê và phải hy sinh rất nhiều về thời gian cũng như là thậm chí cả về tài chính để ủng hộ cho, đóng góp cho phong trào của GLC đi lên và thành công đến ngày hôm nay. Nếu chúng tôi không có sự tôn trọng của những người thành lập, tôn trọng những người đứng đầu thì chúng tôi đã chắc là không còn tồn tại với nhau đến ngày hôm nay. GLC gắn kết với nhau bằng niềm đam mê gốc, bằng văn hóa truyền thống được xây dựng từ thế hệ này đến thế hệ khác và bằng cả lòng nhiệt thành của những con người đang ngày ngày vun vén xây đắp cho câu lạc bộ phát triển. Họ là ai? Chủ tịch Tùng Vũ, hay còn được gọi với một cái tên thân thương, đó là Cụ Tùng. Anh là chủ tịch của câu lạc bộ từ những ngày đầu thành lập và cũng là người đầu tiên sáng lập ra câu lạc bộ. Anh là người kết nối các thành viên trong câu lạc bộ, quạt ngôn, làm MC dẫn chương trình ở hầu hết giải, từ lớn đến nhỏ của câu lạc bộ. Chủ tịch Tùng Vũ thì cũng rất là một người rất là nhiệt huyết, là một đàn anh mà hy sinh rất là nhiều cho câu lạc bộ. Anh Tùng Vũ, tôi chỉ nói một cái kỷ niệm với anh Tùng Vũ là khi bắt đầu chơi golf với anh Tùng Vũ thì anh Tùng Vũ rất hào sảng và đặc biệt là cái việc tôn trọng luật golf của anh đấy là rất nghiêm khắc. Chính vì được chơi banh Tùng Vũ từ sớm, vậy là có lẽ là cái đấy nó ảnh hưởng đến cái
các game chơi của tôi sau này. Thì ngoài cái chuyện gốc thì anh Tùng Vũ trong cuộc sống còn là giống như người bạn, một người anh, có thể chia sẻ, có thể giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Gọi là tổng thư ký, nhưng hầu hết mọi công việc tổ chức một giải đấu như là đặt sân, thiết kế banner, áp pick, thiết kế cúp, rồi tiệc. Mọi thứ đều là anh đứng ra phụ trách. Thậm chí, việc tính điểm chất, handicap cho các thành viên trong câu lạc bộ như thế nào cũng là do anh, Bùi Quang Trung, quán xuyến. Một trong những thành viên được gọi là linh hồn của câu lạc bộ mà không thể không nhắc đến đó là anh Hoàng Tiến Dũng. Anh là người đứng sau, luôn nghĩ ra những ý tưởng format mới, tạo sân chơi hấp dẫn, sôi nổi hơn cho các thành viên. Với cá nhân tôi đánh giá thì anh Hoàng Tiến Dũng thì là người mà có ảnh hưởng đến câu lạc bộ GLC nhiều nhất. Vì là thứ nhất là anh đến với golf, chơi golf từ rất lâu rồi. Từ những cái người, có thể nói là những người đầu tiên chơi golf ở cái miền Bắc Việt Nam. Và anh thứ hai là anh rất đam mê, thứ ba là anh cống hiến rất nhiều cho câu lạc bộ GLC. Tất cả những cái format chơi golf rồi những cái giải đấu thì là đều do anh là người có thể nói là khởi xướng và đưa đến cho anh em GLC để tổ chức ra những cái game chơi mới. Thành viên của câu lạc bộ GLC không chỉ là golfer ở Việt Nam mà còn có cả golfer Việt sinh sống ở nước ngoài. Năm 2018, câu lạc bộ đã có 2 trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Skolkovo Golf Club của Nga tại Việt Nam và Nga. Việc tổ chức thành công giải đấu giao hữu với Skolkovo Golf Club đã thúc đẩy phong trào giao lưu golf quốc tế dành cho các golfer Việt Nam. Nghe đến giai điệu này thì hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến bài hát Đường đến vinh quang của cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập. Đúng vậy, bài hát truyền thống của câu lạc bộ này được các golfer sáng tác lời dựa trên bản nhạc đó. Và tất nhiên, lời mời này đã được xin phép cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập trước khi thu thanh và lưu hành thủ bộ trong câu lạc bộ GLC. Khương Gạt và anh thì bảo thôi bây giờ chúng ta chế lời. Thì bắt đầu chế lời là từng câu một, thì bắt đầu từng cái câu của lời bài hát gốc thì bọn anh bắt đầu nghĩ ra là nó sẽ liên quan gì tới môn golf. Họ đổi lời hoàn toàn từ cái môn golf sang cái bài Đường đến vinh quang. Và sau đó thì khoảng 11 giờ thì xong hết và bắt đầu thu từ 11 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng mới xong. Ngoài cái lời thì anh bắt đầu làm những cái video clip. Video clip thì sẽ lấy những cái ảnh rất đặc biệt của GLC. Vì GLC mỗi cái outing, tất cả mọi cái sự kiện thì hôm đấy anh lấy được những cái ảnh rất hay, rất đặc biệt và nó đúng với lời bài hát. Ví dụ như ai đó đánh xuống nước chẳng hạn thì trong đấy có lời bài hát có đoạn đánh vào OB thì có những ảnh người đang đánh vào OB. Có những lời bài hát, có những cái lời mà khi trèo lên rừng chẳng hạn, đứng trên những cái cây gai để đánh vào bóng thì bọn anh có những cái ảnh của những thành viên đứng trên gai để đánh quả bóng đấy. Mình lúc đầu nghĩ rằng là chỉ cho vui thôi. Nên khi mà buổi tối thì đưa lên trình chiếu thì có Hiển Mác đấy, và Hiển Mác cũng hát luôn trực tiếp ở trên sân khấu. Và với những cái hình ảnh mà anh làm trong video clip ấy, thì nó hay quá. Hay quá thì cũng không ngờ đấy, khi mà bắt đầu phát thì mọi người đứng hết cả lên vì lần đầu tiên nghe bài hát đấy, tay rồi hòa theo cái bài hát đấy. Cùng treo lên tì bóng ca vơi vợi để ta phát bộ mình lên đồi, dù ta biết đâu bi đang chờ đón và đôi chân vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới muôn đồi cao chẳng đường nào. Vâng, những câu từ vô cùng đơn giản phản ánh đúng những tình huống mà cô mơ gặp phải trên sân để đưa vào bài hát. Điều này đã tạo nên sự tò mò, hứng thú đối với các golfer trong câu lạc bộ. Nó có những cái tiết tấu rồi thì có những cái ca từ nó liên quan đến golf.
và nó làm cho người chơi golf cảm thấy là nó như kiểu như là kể lại một cái quá trình chơi golf của mình, nó sẽ có những cái tình huống như nào. Nên là mọi người khi mà hát lên cái bài hát này thì mọi người cảm thấy rất là phấn khích. Xin được nhắc lại một câu nói của Chủ tịch Tùng Vũ thay cho lời kết của phóng sự. Chúng tôi chơi với nhau thì chúng tôi muốn là mình phải trở thành những golfer thực thụ, để làm sao cho phong trào golf càng ngày càng phát triển theo đúng nghĩa của nó, chứ không phải là chơi phong trào.